À, cái này nặng quá lên không nổi à. Để thẳng ra thì nó hút nổi, còn để coi thì nó đi không được. Rồi, mình xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay thì mình mới mua về được cái động cơ của cái quạt hút bụi nha các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chế nó vô cái ống nước ống 90 các bạn. Cái bên này là động cơ 540 9.6V. Nhưng mà mình thử cho nó chạy áp quy 12V luôn nha các bạn. Giờ mình kẹp vô mình thử. Quay cực kỳ mạnh đó các bạn. Rồi, ok, giờ mình sẽ chế nó vô cái ống nước 90 nha các bạn. Nãy mình mới mua thêm cái ống này là chắc cái ống dùng cái lavabo rửa mặt hay là cái ống của máy giặt cũng không biết nữa. Thấy nó vừa vừa nè, mình mua đại luôn. Cái này nó cực kỳ êm các bạn. Mình để nó vừa lọt trong cái lòng trong của cái ống 90 luôn. Vừa khích kịch để mình dán keo luôn. Chúng ta sẽ mua thêm cái ống nối 90 nha các bạn. Cái đầu 90 giảm 34. Thêm cái đầu bịch ống 90 mà. Cái này bữa hổm ở nhà còn dư.
Dạ dính. Mình lấy cái bao bọc trái cây này mình làm cái đầu lọc bụi các bạn. Này mình làm một lớp thôi, tại vì mình thấy hai lớp nó hơi dày quá. Kệ mình làm cái này đi, rồi nếu nào có hư thì mình gỡ ra mình làm lại cái mới. Quay em. Thấp này mình không dán keo các bạn.
nói về điện rồi các bạn, giờ để mình thử nha. Cái này nè, cái này gắn vừa khít luôn các bạn. Rồi giờ để mình đi gom mấy cái bụi để mình hút thử. Rồi ok, giờ mình thử máy nha các bạn. Rồi hút thử mấy ốc dù 1/4 nha các bạn. Quá êm, lên nhẹ hiệu luôn. Rồi để mình kiếm cái gì nặng nặng mình hút thử nữa coi. Rồi mình mới chọn găng mới này các bạn. Giờ cho nó thử sức với mấy cái nặng này thôi coi. Mấy cái này nặng. Cái này cũng nặng. Này tán. Con tán này 8 ly quá. Thử sức coi. Giờ mình hết cái công tắc bật rồi các bạn, xài đỡ cái công tắc bóp này phải chứ. Tay bóp tay hút. Cái này nặng quá lên không nổi à. Để thẳng ra thì nó hút nổi, còn để coi thì nó đi không được. Mấy cái này cũng nặng mà đi lên nhẹ nhàng luôn các bạn. Hút nhanh, hút lại bằng nữa mình hút nhanh nha. Trời ơi hút nhanh quá cái nó kẹt cứng ngắc luôn nè. Rồi là xong các bạn, quá êm. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo nha. Bye bye.